kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự, cập nhật những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Sau đây sẽ là những thông tin chính sách nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tướng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng chạy án. Đại án ngành đăng kiểm từ manh mối xe cơ nới nghênh ngang trên đường. Biệt thự ở Cà Mau hoành tráng, đâu phải cái chòi chăn vịt mà không thấy. Tướng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng chạy án. Kính thưa quý vị, nguồn tin riêng của phóng viên Dân Trí cho biết Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho chùm buôn hóa đơn Trương Xuân Đức. Liên quan tới việc khởi tố Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, chiều cùng ngày, nguồn tin riêng của phóng viên Dân Trí đã thông tin thêm về vụ việc. Theo nguồn tin này, ông Đỗ Hữu Ca đã nhận 35 tỷ đồng của chùm buôn hóa đơn tên là Trương Xuân Đức, 52 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, với mục đích chạy án khi người này đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. Sau khi nhận tiền, ông Ca khai không đưa tiền cho ai mà giữ lại. Sau khi cơ quan công an tới nhà riêng của ông này, lực lượng chức năng đã động viên và cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã nộp hết số tiền này cho cơ quan điều tra, nguồn tin nói. Theo cơ quan điều tra, việc bắt tướng Ca nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh phát hiện một nhóm người thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố tạm giam các bị can gồm Trương Xuân Đức, 52 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Anh, 44 tuổi, vợ Đức, Trương Văn Nam, 33 tuổi, cả ba đều trú tại thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác về tội trốn thuế. Nói về mối quan hệ giữa tướng Ca và Trương Xuân Đức, nguồn tin cho hay chùm buôn hóa đơn có mối quan hệ lâu năm và khá thân thiết với ông Ca. Đức cũng là người móc nối với một số người tại công ty nhiệt điện Đông Triều TKV trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra ở doanh nghiệp này. Như Dân Trí đã đưa tin, ngày 2 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Đại án ngành đăng kiểm từ manh mối xe cơ nới nghênh ngang trên đường. Kính thưa quý vị, từ nguồn tin báo về một số xe cơ nới thành thùng được hợp thức hóa vi phạm trên giấy đăng kiểm, cơ quan điều tra đã làm rõ hàng loạt sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm. Trong nhiều tháng qua, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đến thời điểm này, đã có hơn 300 đối tượng tại nhiều trung tâm đăng kiểm bị khởi tố bắt tạm giam với một loạt tội danh, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, gian dối trong kiểm định, sử dụng phần mềm để thay đổi thông số kiểm định khí thải, bỏ qua vi phạm, thậm chí là tiếp tay cho sai phạm. Trong đó, đáng lưu ý tình trạng bỏ qua sai phạm ở những xe cơi nới thủng xe. Vụ việc được Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ tháng 10 năm 2022. Theo Thượng tá Nguyễn Đình Dương, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh PC08, trước đó đơn vị nhận được nguồn tin trong hoạt động kiểm định phương tiện có dấu hiệu sai phạm. Ngày 26 tháng 10 năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã chặn dừng xe tải 50H10020 trên đường để kiểm tra thành thùng và giấy kiểm định phương tiện. Qua kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm Kiểm định 6203D cấp. Tuy nhiên, qua giả soát lại dữ liệu đăng kiểm gốc của Cục Đăng kiểm lưu, Cảnh sát Giao thông phát hiện thùng xe đã được hợp pháp hóa cơi nới 71cm. Việc cơi nới này nhằm mục đích chở thêm hàng hóa. Tương tự, sau đó Cảnh sát Giao thông tiếp tục phát hiện xe 51D-32589 cũng thay đổi thông số kỹ thuật. Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện xe này cũng thay đổi như xe 50H10020. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước xác định nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật như xe tải, xe ben cơi nới thành thùng, mâm không đúng kích thước, lốp mòn, biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Công thức chung được áp dụng để được bỏ qua những lỗi trên là chủ phương tiện hoặc người trực tiếp đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền hối lộ cho những nhân viên đăng kiểm. Số tiền này sau đó được nộp về trung tâm. Chia sẻ với Vietnamnet, tiến sĩ Nguyễn Minh Hiếu, trưởng Đại học Giao thông Vận tải cho rằng,
Mục tiêu của đăng kiểm là kiểm tra toàn bộ hệ thống máy móc trang thiết bị bên trong và bên ngoài của phương tiện. Việc làm này để đảm bảo rằng chỉ những xe đủ điều kiện vận hành an toàn cho chính nó và các phương tiện khác khi cùng lưu thông mới được phép hoạt động ở trên đường. Như vậy, việc đăng kiểm bỏ qua sai phạm của xe quá khổ là hình thức ngầm hợp thức hóa về tính an toàn của các loại phương tiện được cơi nới trái phép này. Điều này khiến cho số lượng phương tiện quá khổ chở quá tải hoạt động tràn lan trên đường, gây nên các nguy cơ hết sức nghiêm trọng về tai nạn, tàn phá hệ thống cơ sở hạ tầng. Đơn cử như vụ tai nạn giao thông diễn ra ngày 4 tháng 6 năm 2022 tại km 472 cộng 960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, làm 3 người tử vong. Xe tải có kích thước thành thùng cao hơn 1,13m, chiều cao cơi nới gấp 2 lần so với chứng nhận đăng kiểm. Tiến sĩ Minh Hiếu nhấn mạnh, nếu như đăng kiểm làm nghiêm, các nhà xe buộc phải cắt thùng trả lại nguyên bản. Nếu làm nghiêm việc làm này, chủ xe sẽ tốn kém cả thời gian và tiền bạc, không còn thu lời được từ việc cơi nới thùng xe, đồng thời cũng giảm các nguy cơ tiềm ẩn từ xe quá khổ quá tải. Theo nghĩa này, nếu như chốt chặn đăng kiểm hoạt động đúng chức năng sẽ có ít hơn đáng kể các phương tiện cơi nới thùng xe có thể ra đường, tiến sĩ Nguyễn Minh Hiếu nhấn mạnh. Đáng ngại là khi số lượng phương tiện quá khổ quá nhiều, hoạt động rộng khắp, sau khi được đăng kiểm chấp nhận và bỏ qua lỗi, trong khi việc xử lý phương tiện này rất mất thời gian, cần trang thiết bị, dẫn đến việc theo dõi và xử lý sai phạm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh lực lượng chức năng còn hạn chế. Ngoài ra, sự dễ dãi của đăng kiểm dẫn đến sự phổ biến của xe quá khổ cũng làm sụt giảm lòng tin của người dân vào lực lượng chức năng trong việc giám sát và đảm bảo an toàn giao thông, tiến sĩ Nguyễn Minh Hiếu nói. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, xe quá khổ quá tải là nguyên nhân tiềm ẩn của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong khi đó, tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông trên đường những năm qua khá phổ biến. Chỉ sau một tháng trong đợt cao điểm ra quân, từ ngày 20 tháng 6 đến 20 tháng 9 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 13.210 trường hợp xe quá khổ quá tải vi phạm. Trong đó, có 7.107 trường hợp chở hàng quá trọng tải, chiếm 65,5%, 1.856 phương tiện quá khổ giới hạn, chiếm 17,1%, 1.883 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện, chiếm 14,4%. Biệt thự ở Cà Mau hoành tráng, đâu phải cái chòi chăn vịt mà không thấy. Kính thưa quý vị, chuyện biệt thự xây trái phép ở Cà Mau gây ra nhiều tranh cãi đúng hay sai về mặt pháp luật đã quá rõ, nhưng câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của chính quyền địa phương. UBND thành phố Cà Mau đã ra quyết định xử phạt 22,5 triệu đồng và đang lên kế hoạch cưỡng chế căn biệt thự xây trái phép trên hai thửa đất nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ diện tích xây dựng biệt thự là đất nuôi trồng thủy sản, không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn do không phù hợp với quy hoạch xây dựng. Thế nhưng, ông Hồ An Tập vẫn xây lên được một biệt thự rất hoành tráng, được xem là đẹp nhất Cà Mau. Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập vì đã chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ông Hồ An Tập vi phạm và bị xử phạt là đúng, không có gì phải bàn cãi. Ông Hồ An Tập không thể nói do không rành luật đất đai nên sơ ý xây căn nhà này. Nhưng câu hỏi đặt ra đó là biệt thự xây dựng trên hai thửa đất có tổng diện tích hơn 3.000m2, chiều ngang khoảng 32m, dài hơn 100m, nằm giáp với tuyến quản lộ Phụng Hiệp. Các công trình bao gồm khối nhà chính 3 tầng kết cấu móng bê tông cốt thép đã hoàn thành khoảng 90%. Một dãy nhà khác có kết cấu móng bê tông cốt thép được chủ thi công xây dựng vào năm 2018. Một căn nhà gỗ, một căn nhà mổ, hai khu tiểu cảnh, hàng rào bao quanh kiên cố bằng bê tông cốt thép. Tại sao công trình xây dựng không phép, sai quy hoạch to như vậy mà chính quyền địa phương không biết, lãnh đạo UBND xã Tân Thành đã đi đâu? Xin thưa, một biệt thự xây dựng từ năm 2018 khác với chòi canh vịt chỉ dựng trong một đêm. Ông Hồ An Tập trình bày với báo chí rằng khi xây dựng biệt thự thấy không ai nói gì cứ làm. Ông không biết mình sai nên mới đăng hình ảnh căn nhà lên Facebook, nếu biết xây nhà sai phép thì đã không đăng lên mạng. Điều thật nực cười là khi chủ nhân căn biệt thự đưa sản phẩm của mình lên khoe trên Facebook, câu chuyện mới ồn ào và mới bị phát hiện. Ông Hồ An Tập sai thì rõ rồi, nhưng ông nói cũng có lý. Đó là nếu khi ông xây dựng chính quyền địa phương đến ngăn chặn, chỉ cho ông thấy cái sai, không cho ông tiếp tục xây, thì sẽ không có một biệt thự to lớn hình thành như ngày hôm nay. Cưỡng chế ngay từ móng ban đầu thì sẽ không phải đập bỏ một căn biệt thự như hôm nay. Dù là tài sản của cá nhân nhưng cũng là sự lãng phí của xã hội. Để xảy ra hậu quả lớn như hôm nay, chính quyền địa phương cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.